AFC Asian Qualifier Road to Qatar. Trọn vẹn trên FPT Play. Các cầu thủ của Nhật Bản đang cho thấy được họ kiểm soát bóng vượt trội hơn so với đội khách. Đây là một quyết tâm rất lớn. Cơ hội! Sai lầm quá lớn của Berhick. Không hiểu tại sao một cầu thủ phòng ngự này đã hụt bóng với tình huống vừa rồi. Và món quà bỗng nhiên rơi vào chân của cầu thủ Nhật Bản. Hậu vệ cánh trái của Villa đã mắc sai lầm. Tanaka là người đã trừng phạt sai lầm đó. Không có vấn đề gì để bắt lỗi trong tình huống này. Không cần phải check và hay kiểm tra bất cứ một điều gì nữa. Nó quá rõ ràng. Tình huống phòng ngự quá hớ hình của Berhick. Bàn thắng thứ hai của đội tuyển quốc gia Nhật Bản tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Và đó là bàn thắng được ghi bởi Tanaka. Rustic, cú đá tung nóc lưới của thủ thành Gonda. Quá khủng khiếp với cú đá phạt hàng rào này. Tuyệt vời. Cú đá bóng chạm vào mép dưới sang ngang và Gonda đành phải bó tay. Cú đá thẳng vào vị trí mà thủ thành bên phía Nhật Bản đã chọn, nhưng nó lại quá khó. Tiền vệ đang chơi cho Eintracht Frankfurt đã ghi một bàn thắng rất đẹp. Khá tốt, dứt điểm. Và tỷ số là 1-0 dành cho đội chủ nhà. Khoảnh khắc bùng nổ đã đến trên sân vận động King Abdullah Sports City. Khalil Anaje là người đã giúp cho đội chủ nhà. Các cổ động viên của đội chủ nhà được hưởng niềm vui. Và phối hợp 1-2 cực hay. Và sau đó là một tình huống dứt điểm sớm xét. Bóng gặp thẳng vào góc khung thành và thực sự không có cơ hội nào để Jan Juling cản phá tình huống vừa rồi. Rất quý hợp. Và tỷ số đã là 1-1. Khoáng chút thiếu tập trung thôi. Và chúng ta đã phải nhận bàn thua. Và nó cũng đến ở những giây phút cuối cùng của một hiệp đấu. Issam Ansafi là người đã chớp cơ hội rất nhanh. Đó là một tình huống mà thường các thủ phòng ngự cần phải luôn tránh. Bóng nảy trong khu vực của họ mà họ không hề có bất cứ một sự kiểm soát nào. Tất cả đã đứng sững cả lại. Và khi mà nhận ra được vấn đề thì đã là quá muộn. Và tung người móc bóng rất nhanh của Asahi. Asahi là người đã từng ghi bàn thắng duy nhất trong trận đấu mà Oman vượt qua đội tuyển Nhật Bản ở lượt trận đầu tiên tại vòng loại thứ 3. Công đầu tiên của Trung Quốc. Cú lây. Khá nguy hiểm. Bất ngờ đã có bàn thắng dành cho Trung Quốc. Một tình huống mà hàng phòng ngự của đội chủ nhà có lẽ là đã chủ quan. Cầu thủ đã có được bàn thắng giúp Trung Quốc rút ngắn tỷ số là Aloisio dos Santos Goncalves, người vừa được vào sân thay người trong hiệp hai. Cú dứt điểm miễn chê đến từ số 21. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.